không thì cũng không có nhiều, nhưng mà đa số người ta bán cái trái cây chưng Tết á, còn vừa đủ xài, dưa hấu nữa thì nó nhiều. Ở chợ Thị Nghè thì con chưa đi, không có đi luôn. Chó tránh mặt trời vô mắt nó ngon cả nhà, chó mắt không thấy đường, không thấy đường quay. Bị cháy chán hết. Bị hấu rồi. À, bánh tét rồi sung, dưa hoàng kim, đu đủ xoài và trái dư. Chắc là bộ đồ cúng giao thừa hay gì đây nè, có bán mấy cái trái dừa để người ta cúng giao thừa. Mọi người ở thành phố người ta hay cúng giao thừa, cúng dừa, cúng cái trái dừa của mình nè. Bánh tét sổ luôn kìa. Ngày qua bên chợ Bà Triệu bán bánh tét đòn cũng bự lắm, 50.000 đòn. Tết miền Tây. Cái tiệm này nè, chỗ này là cả nhà năm nào cũng người ta cũng bán mấy cái túi quà Tết á, túi để mình tặng quà Tết á, màu đỏ đực luôn. Trời nghe thấy sung quá ha, vui ha. Vui dữ rồi nha. Con đi chợ Bà Triệu ghét, con thấy quen thuộc rồi, con thấy bình thường. Lâu lâu nhìn chợ Thị Nghè thấy cũng xôm tụ quá nè. Chỗ này năm nào người ta cũng bán mấy cái luyện với mấy cái dây pháo rồi á, cho mình treo Tết, chân Tết nó vui ghê. Đẹp quá trời. Quán này nay nghỉ rồi, lương ký mì da. Nên người ta bán buổi chiều hay là bán nguyên ngày anh? Buổi chiều bán hả? À, chưa chắc nghĩ nha cả nhà, nhiều khi buổi chiều người ta bán. Tại vì nó không có để ý thời gian. Ồ, đông lắm, nó không có nghỉ Tết đâu. Mua con heo đất, đầu năm cả nhà đi kiếm mua heo đất, mua cả nhà kia mua con heo đất để mình bỏ ống lấy hơn, năm sau mình khui ra mình ăn Tết tiếp. Rồi, hết. Dạ. Ủa đó là đây hả? Không thấy. Ôi, giật mình. Ở chợ đứng sao em mới thấy rõ. Kiếm giờ cao lên con lên. Không. Nó còn khe hả? Ồ, mình đang đốt dữ quá. Wow. Ở đây người ta đốt ở đây nè, dân người ta đốt nè. Sao ở nhà đốt. Wow, đẹp ha. Đây đẹp ha. Dữ. Oh. Wow. Rồi, hết. Khói mịt rồi. Bây giờ 12:05 rồi. Giờ là 12:05 rồi. Vợ chồng con cái đi chơi rồi đón giao thừa ở bên gia đình của ông xã Ngân á cả nhà. Rồi coi đốt pháo bông rồi. Bây giờ đi coi đốt pháo bông rồi đó. Thôi làm miếng đi quá. Trăm nó đi không? Giờ nó đốt rồi sao chạy ra kịp. À, giờ đó giờ 12:05 rồi, mình đi đó không kịp đâu. Ở đây mình chạy ra đó ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh, mình chạy ra sông Sài Gòn mình mới thấy rõ người ta đốt pháo bông ở ngoài sông Sài Gòn. Chỗ cầu Thủ Thiêm mà mình nhìn thấy mới rõ. Đường Nguyễn Hữu Cảnh ra ngoài đây nè mọi người. Đó. Nên đứng ở đây là quận Bình Thạnh. Bên đây nè cái nhà chỗ kìa. Wow, đẹp quá. Món cao quá hả? Cao dữ lắm luôn á. Wow, dữ thiệt. Không có nghe tiếng lớn ha. Rồi, xong rồi. Bên kia người ta cũng đốt nữa rồi. Bên này đốt mà thấy ít ha. Hơi lưa thưa. Mấy không ấy, cốc này là 2 cây dưới còn đỡ, kia 3 cây 4, trời ơi, xe kiểu. Công việc ai cũng vậy hết á. Em đi làm như vậy cho nó khỏe. Đúng rồi, mà thực ra là cái đó là công bằng á. Tại vì có người ăn thịt thì có người ăn xương, rồi tí mình ăn xương thì người ta ăn thịt. Thì cái gì cũng đòi hết thì cũng được. Cảm nhận được thôi. Mình thấy mình không phải. Mình phải gọi như là Trần Minh Khố Chuối. Đúng rồi. Có qua có lại thôi. Có lại nói chung là mình cuộc sống là phải vậy. Cái cài có phải gì có qua có lại chứ, tức là khi nó cho mình thứ mình không tưởng. Uống rồi, dạ. Okay. Chạy qua bỏ lại mình có những gì đó. Thì em cũng nghĩ vậy, thành ra là em siêng làm lắm. Ai có cơ hội là mình cứ nhận thôi. Thì đừng cứ nghĩ buồn nổi quá thì chẳng có dòng chạm. Anh tóc vô bên này phải vậy. Bên đâu? Có phải nhà bên nào? Em bên kia đường nhưng mà thôi mất. Có nhà bên kia thì cũng qua trong luôn em ơi. Đi đâu? Ừ, thì đầu xuân năm mới cho em qua luôn đi cho. Cảm ơn anh. Vậy là đi qua cái con lương ở trên này nè. Ở đây hơi khó bằng. Có được, ở đây được. Dạ, nhà em dưới đây phải không? Long Châu này không, em ở ngay Long Châu này nè. Long Châu thì anh ra lại coi. Đấy. Rồi anh cứ thả em đây được rồi. Rồi thả em đây. Đoạn đường. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh năm mới bạn sẽ bình an nha. Cảm ơn anh. Rồi bye bye Thi nha. Ủa rồi sáng mai em đi đón hai người đó. Rồi bye bye. Rồi. Rồi tí nữa kia cô chết.